có ký một cái tờ giấy đó là thu thanh toán cho hai giáo viên là 24 triệu. Nhưng mà mình không có nhận được tiền nào hết á. Cho nên mình cảm thấy thật là thấy xấu hổ. Em chưa có bằng mà đi dạy. Xếp từ cấp cho em chứ em chưa đi học ngay nè. Không hề đi học, không hề đi học cái tỉnh gì đó. Vâng, thưa quý vị, đề án đào tạo nghề lao động nông thôn hay còn gọi là đề án 1956 đến năm 2020 được xem là đề án có ý nghĩa to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên cả nước. Theo đó thì sau khi kết thúc khóa học kéo dài từ 3 cho tới khoảng 4 tháng thì các học viên được cấp chứng chỉ nghề và mỗi học viên sẽ được hỗ trợ là 30.000 đồng tiền ăn trưa một ngày. Và giáo viên theo hợp đồng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì trung bình là 60.000 đồng một tiết. Tuy nhiên, việc chi trả này tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên của huyện Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua thì đã có nhiều bất thường khiến cho cả học viên và cả giáo viên vô cùng bức xúc. Thay vì phải học hết 3 tháng, nhưng chưa được 10 buổi thì học viên này đã bỏ ngang lớp đào tạo nghề chăm sóc da. Thế nhưng trong danh sách quyết toán từ năm 2019 này vẫn kê khai em học đủ 38 ngày. Tưởng rằng sau khi nhận vài trăm ngàn thì không còn liên quan gì đến lớp nghề này nữa. Mới đây em lại được gọi lên trường để nhận thêm gần 1 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng. Gọi điện trực tiếp em lên nhận luôn và hối, dục hối nên bảo em là trong nội trong ngày mai là bắt buộc phải lấy. Em không biết chuyện gì hết. Thì giáo lên nhà em đưa giấy và em cái ký và đưa tiền cho em cái. Đó rồi thầy điện cho em bảo tiền học phí 5 bữa học nghề. Học thiếu nhưng vẫn nhận đủ là một nhẽ. Có nhiều học viên dù đã học đủ và khóa học kết thúc từ năm 2019, nhưng mãi đến đầu tháng 7 năm nay mới nhận được tiền hỗ trợ tận nhà. Học biểu là lúc xưa em học nghề, bây giờ em lại nhận được tiền học nghề phụ cấp 1 triệu rưỡi. Em nhận được 3 đợt rồi. Một đợt là 390, còn một đợt là 650, còn một đợt là 10.000. Không chỉ bất thường trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho học viên, mà ngay cả giáo viên đứng lớp cũng bức xúc. Trong phiếu chi gửi lên Sở Lao động Thương binh Xã hội, dù được ký nhận bảng lương 24 triệu, song thực tế thầy giáo này chẳng nhận được khoản tiền nào cả. Có hai giáo viên thay phiên nhau dạy nhưng mà mình có một mình dạy thôi. Mình chỉ có ký một cái tờ giấy đó là thu thanh toán cho hai giáo viên là 24 triệu. Nhưng mà mình không có nhận được tiền nào hết á. Em 30 tiết, mỗi tiết 60.000 thì em phải được 1.8 triệu, mà em chỉ nhận 6 đến 700.000 thì khoảng 1/3. Còn đây lại là khẳng định của ông Lê Ngọc Hậu, giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Ea Hờ Leo. Cũng xin khẳng định với chị, chúng tôi thanh toán hai lần phải nhận đủ 100%, không sẽ thiếu một đồng bạc nào. Việc trả thanh toán tiền giảng dạy của giáo viên thì theo đúng cái hợp đồng ký kết với Sở Lao động Thương binh Xã hội. Chúng tôi là riêng cái gì cái về chế độ chính sách của anh chị em là ban giám đốc không bao giờ mà thế này thế kia với cái khoản đó. Tại vì cái đó là chính là cái mồ hôi nước mắt của người ta. Ông Hậu còn lý giải, do nhận tiền từ ngân sách của Sở Lao động Thương binh Xã hội về đầu tháng 1 năm 2020 khiến cho việc chi trả tiền cho học viên muộn hơn. Tuy nhiên, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội lại cho biết, việc quyết toán các khoản tiền đối với các lớp dạy nghề tại trung tâm này đã hoàn thành hết trong năm 2019. Mỗi năm thì ngân sách từ đề án vẫn đưa về các địa phương đều đặn để làm sao mà đảm bảo tốt nhất chế độ của cả học viên lẫn giáo viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nghề. Thế nhưng mà chỉ làm sự nỗ lực cố gắng từ một phía thôi thì là chưa đủ. Muốn đạt được hiệu quả thì quan trọng nhất vẫn là chất lượng của giáo viên đào tạo. Họ chính là cầu nối truyền tải tốt nhất, là nhân tố quyết định lớn đến sự thành công của đề án dạy nghề nông thôn. Thế nhưng mà trớ trêu thay, nhân tố quan trọng này lại bị xem nhẹ, thậm chí là đang bị đánh tráo tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Giáo viên phải có chứng chỉ học tay nghề hoặc đã qua chương trình, đã tham gia các cái chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nghề. Cái thứ hai là giáo viên mà đào tạo nghề trình độ sơ cấp thì tối thiểu là phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề, dạy nghề từ trình độ sơ cấp trở lên. Đảm bảo với chị là 100% là giáo viên tham gia, khi cơ quan mà cử tha với các giáo viên tham gia đào tạo nghề đều đảm bảo hai cái tiêu chuẩn bắt buộc đó.
Đó là khẳng định chắc nịch của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề, Giáo dục thường xuyên huyện Ea Hờ Leo khi được hỏi về chất lượng giáo viên đào tạo nghề tại đây. Còn đây là thực tế mà các giáo viên đã thừa nhận. Anh vẫn cho mình đi học 2 ngày để về cái lớp mà gọi là mình về mình trồng trọt lại trồng nấm đó, thì chỉ là được đào tạo 2 ngày ở trong Sài Gòn. Đấy là giáo viên may mắn còn được cử đi học. Còn đối với cô giáo này, dù chỉ có bằng sư phạm tiếng Anh, thế nhưng lại phải đứng lớp dạy nghề bán hàng. Cô Hiền cho biết việc biên soạn giáo án là copy tài liệu từ trên mạng, còn việc dạy học viên thì bằng chính kinh nghiệm mua sắm của bản thân. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều giáo viên dạy nghề tại đây. Mặc dù giáo viên đã nhiều lần ý kiến, nhưng cuối cùng họ chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục giảng dạy hoặc nghỉ việc. Cảm thấy là những cái này nó không có sẵn trong con người mình. Mình phải nghĩ mãi nó mới ra và cảm thấy là mình không được đúng chuyên môn đào tạo cho mình dạy vô cùng khó khăn. Mình cảm giác như học sinh là nó cũng không có tin tưởng mình lắm. Thì bản thân mình đi dạy mình cũng không tự tin một xíu nào hết. Cho nên mình cảm thấy thật là thấy xấu hổ khi mà mình nhận cái công việc này, nhưng mà mình từ chối không thể từ chối được, chỉ có thể dạy thôi. Em chưa có bằng mà đi dạy. Ông nói là ai nói thì lên gặp tôi, chứ còn đó không phải là vấn đề của cô quan tâm. Vấn đề của cô là phải đi dạy, và ông bắt em phải đi dạy một số môn của bên công nghệ thông tin. Ngoài ra thì ông còn bắt em đi dạy nghề sơ cấp là nghề bán hàng nữa. Nhiều lần ý kiến với ông là em không chấp nhận cái việc đó rồi, và ông nói là một là cô phải chấp nhận làm theo, và ai ý kiến thì nói lên gặp tôi, hoặc là cô phải viết đơn xin nghỉ việc. Còn đây là danh sách giáo viên giảng dạy lớp trang điểm từ tháng 5 đến tháng 8 của năm nay. Thế nhưng thực tế thì... Vừa rồi đấy thì là em cũng có tên trong lớp danh sách dạy nghề, nhưng mà là em không hề đi dạy một buổi đó hết á. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ea Hờ Leo khẳng định việc đào tạo nghề phải sử dụng giáo viên đúng trình độ. Nếu sử dụng giáo viên văn hóa để đào tạo cho học viên là sai quy định. Thực chất một cái giáo viên mà dạy nghề ấy, thì ít nhất là anh phải có cái chuyên môn về cái nghề đấy, và phải được cái cơ quan có thẩm quyền cấp cái chứng chỉ nghề thì anh mới đi dạy học viên được, mới dạy người khác được. Còn trong trường hợp mà ví dụ mình sử dụng một giáo viên không có ngành nghề đó mà lại đi dạy cái nghề đó, học cái ngành này đi dạy ngành kia, thì cắt cái này là sai. Đề án dạy nghề nông thôn 1956 của chính phủ là đề án lớn được thực hiện rộng khắp cả nước. Mọi quy trình đều có quy định rõ ràng. Song chẳng rõ vì lý do gì mà việc đánh tráo sử dụng giáo viên không đủ trình độ vẫn len lỏi suốt nhiều năm qua tại trung tâm này. Thậm chí giáo viên lại là những người đã nhiều lần đứng lên phản đối việc làm này. Rõ ràng là nhìn vào việc sử dụng giáo viên đã và đang diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì khó có ai dám khẳng định rằng là chất lượng đào tạo thực tế có thực sự hiệu quả hay không. Ấy vậy mà trong suốt những năm qua thì đây vẫn là đơn vị đứng đầu tỉnh về công tác đào tạo nghề. Thành tích này liệu có nghịch lý so với thực tế đã diễn ra? Suốt 4 tháng tích cực tham gia đi học đầy đủ khóa học điện tử dân dụng và được tốt nghiệp nhận chứng chỉ bằng khá. Thế nhưng sau gần 1 năm, em Mờ Lo cũng chỉ biết ở nhà làm nương rẫy phụ gia đình. Đi xin việc làm có lẽ là điều gì đó xa vời với em, bởi học xong nhưng em chẳng biết cái gì về nghề này. Dạ, vì em cũng học đâu có được gì đâu. Thế bây giờ có ứng dụng được gì trong cuộc sống của em không? Được không. Việc học nghề là tự nguyện, nhưng trên thực tế, nhiều học viên cho biết đã bị ép buộc đăng ký tham gia học, nên khi đến lớp cũng không có hứng thú rồi bỏ ngang. Vì lần đầu lại xác định em không muốn học cái nghề đó, nhưng mà kiểu như là một phần là bị 60% là bị bắt buộc. Em cảm thấy không thích phí thời gian của bọn em. Nên là nhà trường yêu cầu học. Nếu không học thì sao? Nhà trường bắt học lại nghề đó nhưng mà phải nộp tiền. Ngay chính cả giáo viên tham gia dạy nghề cũng cho biết chính họ cũng không có chuyên môn để đứng lớp, nên việc đào tạo nghề trên thực tế không hiệu quả như trong các báo cáo. Với tư cách là một người đứng lớp để dạy một cái nghề sơ cấp, thì em cảm thấy là cái chất lượng đào tạo đối với cái nghề là không có luôn, gọi là con số 0 luôn. Nghề nông thôn á, thì họ yêu cầu là dạy là cầm tay chỉ việc, có nghĩa là phải cầm tay chỉ việc cho học viên để họ nắm rõ được cái quy trình. Nhưng mà cũng có nói rõ với ảnh là tụi em là dạy văn hóa, cho nên là cái vấn đề này là tụi em không có nắm rõ được. Thế nhưng nghịch lý rằng nhiều năm qua đây lại là trung tâm đứng đầu toàn tỉnh về thành tích đào tạo nghề. Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng cho biết, so với các huyện khác thì Ea Hờ Leo luôn vượt chỉ tiêu và có số lớp đào tạo cao nhất.
Thế nhưng với những gì đã và đang diễn ra tại nơi được cho là tốt nhất này không khiến người ta đặt câu hỏi về chất lượng thực tế. Về cơ bản mà nói thì cái công tác đào tạo nghề chúng ta thì cũng là đạt rất tốt về cái vấn đề số lượng. Còn cái chất lượng đào tạo nghề nông thôn thì phải được tổ chức một cuộc khảo sát đánh giá. Rồi chúng tôi sẽ có cái trả lời bằng một cái kết quả cụ thể. Chứ bây giờ cũng chưa thể đánh giá được cái hiệu quả của nó mà sau khi đào tạo ra. Và trước những sự việc này thì huyện Ea Hờ Leo tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn thanh tra và dự kiến sẽ có kết luận chính thức vào tháng 8. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay khi mà thông tin từ đoàn thanh tra này đưa ra. Phải khẳng định lại rằng là đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới năm 2020 hay còn gọi là đề án 1956 đã phát huy được những ý nghĩa thiết thực, tạo ra cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn. Tuy nhiên, đề án này sẽ chỉ đi đúng hướng, phát huy được hiệu quả của nó nếu mà được các địa phương quan tâm đúng mức, tránh việc để một số cá nhân hay là tổ chức trục lợi để con sông làm rầu nồi canh.